Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Theo lịch thi đấu vòng 7 V-League 2024-2025, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Polking giành chiến thắng, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ở vòng đấu này, Công an Hà Nội lại không có được lực lượng mạnh nhất. Theo đó, tiền vệ Hoàng Văn Toàn bị treo giò. Nguyên nhân là cầu thủ này nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Nam Định tại vòng 5 nên phải nghỉ thi đấu 2 trận. Dù không có được sự phục vụ của Hoàng Văn Toàn, nhưng về chất lượng đội hình của Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Hoàng Anh Gia Lai. Mặt khác, phong độ của câu lạc bộ ngành công an cũng rất ấn tượng khi đang có chuỗi 2 trận đấu thắng đậm trước Nam Định và Đà Nẵng cùng với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai vừa nhận thất bại đậm 1-4 trước Bình Dương ở vòng 6 nên ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý. Ngoài những yếu tố trên, Công an Hà Nội cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước Hoàng Anh Gia Lai. Thống kê cho thấy, trong 5 lần so tài gần nhất, đội bóng ngành công an duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Nếu tính ở 3 lần so tài gần nhất, Công an Hà Nội toàn thắng, ghi được 10 bàn thắng để lọt lưới đúng 1 bàn. Theo lịch, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với Công an Hà Nội tại vòng 7 V-League diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 9 tháng 11. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Thể công Viettel thuê sân Mỹ Đình để làm sân nhà V-League 2024-2025. Vì theo quy định của AFC thì 3 đội bóng không được dùng chung một sân như mùa giải trước đó. Do vậy, sân hàng đấy ở mùa giải 2024-2025 có 2 đội đăng ký làm sân nhà là Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Tuy nhiên, trong quá trình thuê sân Mỹ Đình, thể công Viettel vẫn sẽ phải điều chỉnh địa điểm thi đấu sân nhà của mình bởi vì sân Mỹ Đình sẽ tổ chức một số sự kiện mà đã có hợp đồng ký kết từ trước đó. Theo thông báo mới nhất từ phía ban tổ chức V-League, ở vòng đấu thứ 8 V-League 2024-2025, thể công Viettel sẽ đối đầu với Thanh Hóa trên sân hàng đẫy chứ không phải là sân Mỹ Đình như lịch ban hành lúc đầu. Thông báo của VPF nêu rõ, căn cứ báo cáo đề xuất của câu lạc bộ bóng đá thể công Viettel về việc điều chỉnh địa điểm sân thi đấu trận đấu ở vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia 2024-2025, căn cứ quy định của điều lệ giải và kế hoạch lịch thi đấu hiện hành, ban tổ chức giải thống nhất và thông báo thực hiện điều chỉnh sân thi đấu trận đấu vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia 2024-2025. Trận đấu giữa thể công Viettel gặp câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 19:15 ngày 15 tháng 11 năm 2024 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ban tổ chức giải đề nghị ban tổ chức trận đấu, câu lạc bộ thể công Viettel, câu lạc bộ Thanh Hóa cùng các thành viên, bộ phận liên quan cập nhật thông tin, phối hợp đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức trận đấu được triển khai đúng quy định và đạt kết quả tốt theo kế hoạch điều chỉnh. Đây là lần thứ 2 ở mùa giải năm nay, thể công Viettel phải đổi sân tại V-League 2024-2025. Trước đó, ở trận đấu với Bình Dương tại vòng 5 V-League cũng đã phải chuyển sang sân hàng đẫy. Hà Nội FC đang trải qua chuỗi 3 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Đức Tuấn hòa Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở 3 vòng đấu gần nhất cùng với tỷ số 1 đều. Trận đấu gần nhất, Hà Nội FC hòa Hú Vía trước Thanh Hóa trên sân Thanh Hóa, khi Hai Long ghi bàn ở phút bù giờ. Sau trận đấu này, Hà Nội FC đã phải nhận án phạt từ phía ban tổ chức giải và ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cụ thể, theo quyết định kỷ luật số 781 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì Hà Nội FC bị phạt 2 triệu đồng. Nguyên nhân là đội bóng này có 5 người nhận thẻ vàng trong trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 6 V-League 2024-2025. Ngày 3 tháng 11 vừa qua. Ở trận đấu đó, tổ trọng tài đã phải làm việc rất căng thẳng khi hai đội chưa ăn miếng trả miếng và không ngại va chạm. Trọng tài đã rút 3 thẻ vàng cho chủ nhà Thanh Hóa và 5 người của Hà Nội FC. Ngoài việc bị phạt 2 triệu đồng thì ở vòng đấu thứ 7, tức là trận tiếp đón với Hải Phòng tại hàng đẫy, Hà Nội FC không có được sự phục vụ của huấn luyện viên thể lực Bruno Inara, người nhận 2 thẻ vàng bằng 1 thẻ đỏ. Sau 6 vòng đấu, Hà Nội FC có 9 điểm, đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 3 điểm. Theo lịch, trận đấu giữa Hà Nội FC đối đầu với Hải Phòng diễn ra vào lúc 19:15 ngày 9 tháng 11. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Thật là một vinh dự lớn đối với bản thân tôi khi có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2024.
Thành tích tốt nhất mà tôi từng giành được là top 20 ở danh hiệu quả bóng vàng Cộng hòa Séc năm 2020. Mong rằng năm nay tôi sẽ vượt qua được cột mốc đó. Vậy bạn nghĩ rằng ai là người xứng đáng nhất? Nguyễn Philip đăng tải trạng thái trên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bật cười là vì sự hài hước của người gác đền nằm ở tấm ảnh mà anh đăng tải. Nguyễn Philip ghép khuôn mặt của mình thay cho khuôn mặt của tiền vệ Rodri nhận danh hiệu quả bóng vàng thế giới 2024. Lý giải cho hành động này, Nguyễn Philip cho biết muốn mang tới niềm vui cho mọi người nên tôi cố tình để ảnh này nhé cả nhà. Giải thưởng của bóng vàng Việt Nam 2024 chính thức khởi động vào ngày 5 tháng 11. Cuộc đua đến quả bóng vàng vẫn là câu chuyện của các ngôi sao hàng đầu như Nguyễn Philip, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Quang Hải. Nhìn chung, lá phiếu sẽ được bỏ dựa trên màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Ở quãng thời gian trước đó, không ai quá nổi trội tại V-League và đội tuyển quốc gia. Ban tổ chức tạo ra bất ngờ khi nhiều cầu thủ trẻ xuất hiện trong đề cử, sẵn sàng đọ sức cùng các đàn anh như Đình Bắc, Văn Khang, Vĩ Hào, Thái Sơn. Trong đó, Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ trẻ nổi bật nhất khi anh lọt vào đội hình tiêu biểu V-League 2023-2024 và giành cúp quốc gia cùng câu lạc bộ Thanh Hóa. Tối ngày 6 tháng 11, câu lạc bộ Nam Định đã có trận thắng ngược dòng 3-2 đầy kịch tính trước Tampines Rovers ở lượt trận thứ tư AFC Champions League 2 2024-2025. Qua đó, duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Đáng chú ý, ở trận đấu này, câu lạc bộ Nam Định thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son vì tình hình sức khỏe. Chính điều này đã khiến sức tấn công của đội bóng Thành Nam giảm đi đáng kể. Được biết, tiền đạo nhập tịch Việt Nam gốc Brazil bị đau trong lúc tập luyện và không thể ra sân ở trận đấu vừa qua. Hiện tại, chưa rõ mức độ chấn thương của Xuân Son và thời gian cầu thủ này cần nghỉ ngơi để bình phục. Việc Xuân Son dính chấn thương là tổn thất lớn với câu lạc bộ Nam Định và phần nào là cả đội tuyển Việt Nam. Trước thêm giải đấu số 1 Đông Nam Á ASEAN Cup 2024 vào cuối năm nay, chân sút sinh năm 1997 được kỳ vọng có thể lên tập trung đội tuyển quốc gia. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhắm đến việc triệu tập Nguyễn Xuân Son lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian sớm nhất, nếu cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu cho những chiến binh sao vàng. Theo một số nguồn tin, nếu giải quyết được các rào cản về mặt kỹ thuật liên quan đến quy định của FIFA và AFC, Xuân Son có thể được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, đó là câu chuyện về tương lai. Trước mắt, Xuân Son cần bình phục chấn thương và sớm trở lại thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định ở V-League 2024-2025 và AFC Champions League 2. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia là đội tuyển duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt. Họ nằm ở bảng C cùng với các đối thủ như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Bahrain và Trung Quốc. Sau 4 vòng đấu, Indonesia xếp áp chót với 3 điểm, bằng điểm với Trung Quốc nhưng xếp trên do hơn về hiệu số. Trong tháng 11 này, Indonesia sẽ có 2 trận đấu gặp Nhật Bản vào ngày 15 tháng 11 và Saudi Arabia vào ngày 19 tháng 11. Đây được xem là khúc cua định mệnh sẽ quyết định liệu đội bóng xứ vạn đảo có vé đi tiếp hay không. Ở đó, đối thủ đáng ngại nhất của Indonesia chính là Nhật Bản, bởi đây là đội bóng mạnh nhất bảng C khi đã có 4 trận liên tiếp bất bại với 3 thắng và 1 hòa. Ở trận tới, nếu đội bóng xứ vạn đảo có điểm thì đây được xem như thành công lớn với họ. Saudi Arabia cũng là một đối thủ rất mạnh, họ đang xếp thứ 3 bảng C với 5 điểm. Ở trận lượt đi, Indonesia đã cầm hòa Saudi Arabia 1 đều ngay trên sân của đối thủ, nên thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong rất khát khao giành trọn 3 điểm khi trở về sân nhà tiếp đón đối thủ này, một mục tiêu chẳng hề đơn giản. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.